có thể nói rằng trong những ngày này, những thông tin liên quan đến COVID-19 rất được cộng đồng quan tâm. Và trên các thông tin đại chúng cho đến những câu chuyện hàng ngày, mọi thông tin về bệnh dịch liên tục được người dân cập nhật cũng như sát sao theo dõi. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì những thông tin chính thống cũng có không ít những luồng thông tin sai lệch đã gây hoang mang trong dư luận. Và chúng ta nhớ là cách đây không lâu thì ba nghệ sĩ tên tuổi đó là Ngô Thanh Vân, Đàm Vĩnh Hưng và Cát Phượng đã bị Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt hành chính khi mà đưa thông tin một cách nhanh chóng và sai lệch liên quan đến tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam. Trước thực tế này thì nhiều nghệ sĩ tên tuổi cũng đã bày tỏ những quan điểm riêng của mình về cái cách mà chúng ta chia sẻ thông tin trong tình hình dịch bệnh. Trong đó mới đây thì nghệ sĩ nhân dân Lan Hương đã lên tiếng. Là một trong số những diễn viên gây dấu ấn với khán giả bởi nhiều vai diễn ấn tượng, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương luôn bận rộn với công việc ngay cả khi dịch bệnh SARS-CoV-2 đang hoành hành. Trên trang cá nhân, những nghệ sĩ cũng dành nhiều sự quan tâm đặc biệt đối với các thông tin dịch bệnh. Song với Lan Hương, chia sẻ bất cứ thông tin gì tới công chúng của mình cũng cần có những nguyên tắc riêng. Và bây giờ trách nhiệm của mình là phải theo dõi thường xuyên và tuyệt đối không bao giờ để lan truyền những tin thất thiệt gây hoang mang cho công chúng, cho nhân dân. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà đã có triệu chứng hoặc là đã đối diện với dịch bệnh rồi thì cũng không vì thế mà trốn tránh. Phải có trách nhiệm với những người xung quanh, với cộng đồng. Đồng quan điểm với diễn viên Lan Hương, ca sĩ Vũ Minh Vương, tác giả của ca khúc Đại dịch Corona cũng bày tỏ quan điểm thẳng thắn của mình khi truyền tải các thông tin về dịch bệnh với công chúng. Mang trên mình sứ mệnh của một người làm nghệ thuật thì Vương luôn luôn nghĩ có hai điều. Thứ nhất thì nó phải phản ánh đúng thực tế của cuộc sống. Cái thứ hai nữa là làm thế nào để chúng ta gửi gắm được cái giá trị tích cực của mình ở trong đó vào, để dù là trước mắt chúng ta có những ngày thực sự rất đen tối, nhưng chúng ta phải luôn luôn hy vọng một ngày mai tươi sáng, chứ chúng ta không thể nào mà chìm đắm trong nó được. Và điều đó là sứ mệnh của những người mà làm nghệ thuật bắt buộc phải có. Chia sẻ thông tin cần giữ xác thực. Đây là bài học của nhiều nghệ sĩ, bởi bản thân họ không chỉ là một cá nhân đơn thuần mà là những người có tiếng nói, có sự ảnh hưởng lớn đối với xã hội. Đôi khi, chỉ là một dòng trạng thái, một sự chia sẻ mang tính chủ quan, nhưng dõi theo các nghệ sĩ lại có cả nghìn fan hâm mộ, những bạn trẻ, những cá nhân mà với sự yêu thích, họ sẵn sàng tin tưởng các thông tin mà không cần hoài nghi đó là sai hay đúng. Sự yêu mến tới không phân biệt đó là động lực, là minh chứng cho sự thành công của một ca sĩ, một diễn viên, song đây cũng là trách nhiệm để các nghệ sĩ khi lên tiếng phát ngôn, nhất là khi các thông tin đó liên quan đến các vấn đề về dịch bệnh, dễ dàng gây ra những tâm lý hoang mang, lo lắng.